chào tất cả các bạn, Alan đã quay trở lại và nay Alan quay feedback của một chị Huyền sử dụng cao nhắn tóc tiền sữa Alan ha. Thì lúc 2 giờ chiều ngày 15 tháng 8 chị có nhắn tin với Alan để chị lấy cao nhắn tóc tiền sữa Alan á. Thì chị Huyền này ở tỉnh Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì Alan sẽ kéo sao nhanh chóng để chúng ta theo dõi ha. Thì 10 giờ ngày hôm nay là ngày 19 tháng 8 chị có nhắn tin là chị ơi sản phẩm xài ok lắm chị, sữa tan hết bé bú được rồi. Thì đây là những cái feedback em quay thực tế của khách hàng sau khi điều trị cao giãn tắc tia sữa An và là một lựa chọn để các mẹ đang bị tắc tia sữa. Thứ nhất là không cần đi bệnh viện và thứ hai không cần uống kháng sinh kháng viêm nhé. Khi mà dán vào thì khoảng 20 phút đầu đã từ từ giảm cái tình trạng đau và sốt rồi. 1 đến 3 tiếng đầu sẽ làm hết đau và giảm sốt hoàn toàn luôn. Còn cái tình trạng tan cục cứng thì chúng ta để 1 đến 2 ngày nếu như mà với trường hợp mới chớm. Còn trường hợp mà cục cứng lâu rồi thì chúng ta để thêm tới khi nào mà cục cứng tan hết thì chúng ta mới tháo ra ha. Em sẽ làm những feedback tiếp theo của những khách hàng khác để chúng ta theo dõi. Cảm ơn chị Huyền đã tin tưởng sử dụng cao giãn tóc tia sữa An An. Và em chúc cả nhà mình buổi chiều thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.